Vào ngày 3 tháng 7 năm 2017, nhà cầm quyền Hà Nội vừa thông báo cho gia đình anh Trần Hoàng Phúc biết việc anh bị bắt và truy tố theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Anh Trần Hoàng Phúc sinh năm 1994 là sinh viên năm cuối khoa luật thuộc trường Đại học Luật Sài Gòn. Tuy nhiên, vì những dấn thân cho hoạt động dân chủ nên Phúc bị nhà trường làm khó dễ và không trao bằng tốt nghiệp. Phúc còn là thành viên nhóm sáng kiến lãnh đạo Đông Nam Á The Celli do cựu Tổng thống Obama sáng lập nhằm thúc đẩy tiềm năng lãnh đạo của thanh niên trẻ ở vùng Đông Nam Á để giúp các bạn trẻ nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng giao lưu quốc tế. Khi Tổng thống Mỹ Obama sang thăm Việt Nam hồi tháng 5 2016, Phúc cùng 800 bạn trẻ thuộc The Celli được Obama gửi thư mời gặp gỡ tại hội trường ở Sài Gòn. Trước buổi gặp Tổng thống Obama, Trần Hoàng Phúc đã viết thỉnh nguyện thư nêu quan điểm, đưa ra những bằng chứng và giải pháp cho vấn đề thảm họa Formosa. Tuy nhiên, khi xếp hàng để vào hội trường gặp Tổng thống Obama, thì Phúc bị an ninh mật vụ bắt đưa lên xe và chở về sở ngoại vụ. Phương châm sống của chàng trai trẻ Trần Hoàng Phúc là kết nối hiện tại, định hướng tương lai. Sau khi Phúc bị bắt, chúng tôi có một cuộc trò chuyện ngắn với bà Huỳnh Thị Úc, tân mẫu của Trần Hoàng Phúc, để biết thêm về người thanh niên dấn thân cho quê hương đất nước, cho tình thương con người nhưng lại bị nhà cầm quyền Hà Nội cầm tù. Con trai của mình là Trần Hoàng Phúc là một người con rất là ngoan, cháu có cái tinh thần tự lập, cháu chịu khó lắm, chịu khó học tập lắm, rồi cháu lại ham học nữa, rồi cháu có một cái tinh thần cầu tiến. Mà cái điều mà mình rất là quý ở cháu là ở cái chỗ là cháu biết thông cảm, biết lắng nghe, biết chia sẻ. Phúc đi làm những cái công việc từ thiện, cứu trợ đồng bào bão lụt miền Trung, rồi Phúc tham gia những cái tổ chức mà phi lợi nhuận để phát triển cho đất nước Việt Nam trên mọi lĩnh vực, ví dụ như văn hóa, giáo dục, y tế. Khi mà cháu thấy cá chết ở miền Trung nhiều quá thì cháu mới làm một cái thỉnh nguyện thư gửi lên cho Tổng thống Obama là muốn xin ông giúp Việt Nam tìm ra một cái giải pháp nào đó để mà giúp cho Việt Nam cũng như là nhân dân miền Trung cải thiện được cái môi trường biển sạch hơn. Công việc của Phúc làm là công việc giúp ích cho xã hội, cho cộng đồng. Mà bắt cháu như vậy, mà theo như tôi thấy thì cháu làm những cái công việc đó không hề trái với luân thường đạo lý của một người Việt Nam. Tôi thấy là bên bắt cháu với cái điều 88 thì tôi thấy nó còn mơ hồ quá. Điều mong muốn của một người mẹ là trước tiên là tôi mong muốn được gặp con ngay tức khắc, ngay bây giờ. Tôi không thể chờ thêm một cái giây phút nào nữa. Muốn xem con tôi, coi sức khỏe của con tôi như thế nào. Mà đồng thời tôi muốn xem con tôi có được an toàn khi ở trong cái trại tạm giam đó hay không. Và điều thứ hai là tôi mong muốn cho con tôi là được tự do. Và cái thứ ba, em cũng rất là mong muốn là cộng đồng trong và ngoài nước cũng như các tổ chức nhân quyền trên thế giới là quan tâm con trai em là cháu Trần Hoàng Phúc để cháu được tự do ạ. Có một cái điều mà tôi rất tâm đắc đối với cháu tôi và tôi hãnh diện vì điều đó. Cháu không hề có một cái sự phân biệt trước hay sau chế độ này hay chế độ kia. Cái cháu mong muốn là tất cả mọi người phải gần lại với nhau. Chính vì vậy cháu đã đến dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn giúp đỡ những người của chế độ cũ và đồng thời cũng giúp đỡ những người cựu chiến binh của chế độ này để họ có một cái sự gắn kết với nhau. Vì cái phương châm của cháu là lắng nghe, chia sẻ. Chính vì vậy mà cháu đi làm những cái việc thiện nguyện. Cái điều mong muốn của tôi khi mà tôi hay tin cháu bị bắt như vậy là tôi rất ngỡ ngàng. Cái việc làm của cháu rất là không có cái gì trái với luân thường đạo lý hết. Mà tại sao cháu lại bị bắt? Cho nên tôi rất mong và yêu cầu phải thả cháu tôi ra.